các bạn hãy cắm tai phone nhá, nghe trung âm của cặp loa 4738A, nó biểu diễn cực kỳ hay luôn nhá, lời ca rộng, ngọt và thoáng. Tiếng bát của dòng 4738A này nó đánh không gác xúc nhá, nó là quả bát 50 từ 2 cộng 100, rất êm mà sâu. Hơn là cộng tiếng tép của DVL đánh có độ bật lẩy cũng như là êm tai. Đây là cặp loa hết ca hết số của dòng DVL 4738A. Con này nếu mà chơi kê trong những căn phòng như biệt thự đúng không, rồi là sân vườn hoặc gia đình thì quá đẹp luôn. Vui chung cuộc hành trình phong sương chưa lần bước ba tháng 4738A seri có số to nhất và cuối cùng có dòng SR 4700, em lại khóc bắt 50 chung 25 tắt kèn ba quay ba hàng tiếng nha. Thời gian chưa qua tình trạng đẹp xuất sắc xin tuyệt đối. Ngày xa thành phố nỗi vui cùng nỗi buồn đầy ắp ba lô, giá rất hợp lý là anh em chơi nhá, khoảng 50 thôi nhá, 50 tám thằng trong chúng tôi đưa nghiêng vai ngồi tiếc nỗi đứa quanh tay nhìn hay quá trời. Xa nhau trong vài giờ là phần 2 nó quay lại thất, anh em cùng ngắm nhá. Anh em có nhu cầu về karaoke mua riêng lẻ về cặp loa này alo cho em nhá, số máy 0936 583 140. Điện tử Hành Nguyễn xin mến chào đại gia đình đam mê âm thanh và yêu ca hát nhá. Thì trong video ngày nay Hành Nguyễn lên sóng giới thiệu đến bác về một cặp loa hết ca hết số của cái series SRX 4700. Ở đây là một cặp loa được lắp ráp sản xuất tại Mỹ do hãng JBL. Dòng loa này là một dòng loa sở hữu 3 đường tiếng các nhá. Bát 50, trung 25 và tép kèn. Có model là 47318A. Thì mã 4738A là một trong những mã có số to nhất và cuối cùng thuộc về series 4700. 4700 thì nó có 4722A, 4726A, 4732A, 4733A và 4738A. Thì đây là một cái dòng loa nhá, có số to nhất và cuối cùng. Và rất nhiều bác ưa chuộng về dòng loa này. Bởi dòng loa này nó đánh có thể thay súp luôn nhá. Tiếng rất đầm ấm mà sâu. Nó sở hữu bát 4 ôm mà. Thứ hai nữa, dòng loa này nó 3 đường tiếng cho nên cái trung âm nó rất rộng, rất sáng lời và ngọt bác nhá. Tép thì có JBL nó lẩy cực kỳ luôn. Bây giờ em sẽ quay tổng quan chi tiết các nhá. Đây là cặp loa được thiết kế là hình thang cân. Đấy. Mất rất là mới nhá, rất là đẹp luôn. Thùng thành mới cóng nhá, gỗ chắc chắn này. Đấy. Lông lỉ đẹp. Con này rộng là 62, sâu 44, cao 1m7. Một tép kèn bác nhá, một trung hộp và phân tần. Đây các bạn xem phân tần này. Mới quắc quọc đúng không? Rất nhiều linh kiện luôn. Dày dợ mọi cái em nhá. Đều là rất là VIP luôn. Đấy, phần tần mới đẹp chưa? Đấy, trắng phau ấy, phần tần rất đẹp nhá, cực kỳ đẹp nhá. Đấy, cho nên là cái độ bền nó cao lắm. Đây trùng hộp đó nhá. Rồi. Con này là 4738A. Hàng cực hot luôn nhá. Đấy, 4738A nhá. Series là 13527. Ừ. Dòng bác chơi đến dòng này thì hết đời hết số, không còn gì để nói rồi. Nhìn lên thì không có mà nhìn xuống thì thôi bác nhá, không nhìn nữa. Đấy. 13565. Đẹp lung linh, kể cả logo này còn sáng cóng luôn. Đấy, chưa bị han ố nhá, logo này mới cóc cọc luôn. Con này thì dùng quả trung quá nhá, quả trung bát 25 đây. Này trung nó rất đẹp nhá, trung này từ 17 cơ. Đấy, họng nó họng 16 nhá, từ 17 họng 16. To dã man luôn. Này, quả trung đẹp. Cóng cọng vào nhá. Mã trung là 2123H. Đẹp leng keng nhá. Nhá, đẹp leng keng luôn này. Ừ. Màng mẽo đẹp quá nhá. Đấy, mà cái này gân độ tầm dầu quá nhá, gân độ tầm dầu 2 sóng rất là bền.
nặng trịch bạn. Đấy, mình nhìn sắt xi gần mới cóng này. Đúng, màng trắng phau này. Quá đẹp luôn nhá, màng này không chê được, màng zin nhá. Rất là dai này. Độ bền cao lắm. Đấy. Đây là hai con tép. Con tép này thì cái họng của nó cao tới 30 cm nhá. Mã tép là 2417H. Sản xuất tại Mỹ. Đấy. Con tép này giá rất lành luôn. Và em ấn tượng cái loa này đó, cái rẻ bát nó đánh rất sướng nhá. Bát 50 mà. Anh em xem này. Đấy, mã bát là 2241G 4 ô. Từ 2100. Sương vuông to như cổ tay cũng nhá. Đấy, từ là từ lồi. Ba lỗ thông hơi, từ lồi qua lỗ thông hơi, sương vuông. Tất cả em bao zin màng này. Em nhìn màng đẹp chưa? Cống cộng nhá. Cống cộng luôn nhá. Đấy, cái này là cái thì là nó hay có cái tật tật luôn nhá, kiểu đấy. Đấy, kiểu hãng làm thế chứ không phải đấy. Quá đẹp, đúng không? Ôi giời. Cống cộng này. Màng đẹp. Đủ ba màu luôn đúng không? Cân độ tầm dầu, nói chung là đẹp cống cộng quá nhá. Đấy. Chưa han ố gì cả. Con này chơi gia đình hay với sự kiện các kiểu nhỉ? Cực kỳ hay luôn. Tiếng ấm trầm hát cao kia thì hết nước chấm luôn. Hát mà nghe nhạc thì chất lừ luôn nhá. Đấy, lưới liếc nó còn rất là mới. Đây là cặp loa em quay đầy đủ các bác về củ chung, củ tép, củ bát, phân tần, thùng thành luôn nhá. Đấy, giá con này hợp lý thôi, lên quanh tầm 50 thôi nhá. Là một giá quá hợp lý cho anh em chơi cặp loa 37 38A rồi. Đồng hết số, hết gà nhá. Mọi tin mua sắm phối ghép liên hệ số máy 0936 583 140. À, một chút bộ này thì cọc em 2 triệu nhá. Em bao zin, bao xịn, bao led căng anh em luôn nhá. Anh có chào các bạn.